Vừa rồi, các bạn đã được xem một đoạn video slow motion. Vậy thì slow motion là gì? Chúng ta sử dụng slow motion trong những trường hợp, những cảnh quay nào? Hay tạo ra chúng bằng cách thức ra sao? Hãy cùng mình đi tìm lời giải trong video này. Và mình là Huy, chào mừng các bạn trở lại với sách máy lên quay từ kênh Học Làm Phim. Trước tiên, nói về slow motion. Hiểu một cách đơn giản nhất, slow là chậm, motion là chuyển động. Slow motion tức là chúng ta làm chậm đi, chuyển động so với thực tế. Bình thường thì các bạn sẽ quay một đoạn video, ví dụ một người đang chạy rất bình thường như thế này, thì chúng ta có thể tạo ra một video slow motion làm chậm đi chuyển động của nhân vật như thế này. Với các thiết bị camera, máy ảnh, máy quay ngày nay, chúng ta rất dễ dàng có thể tạo ra những video slow motion. Bởi hầu hết các thiết bị camera như là chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay này đều được trang bị tính năng quay video slow motion. Lát nữa thì chúng ta sẽ đi tới cách thức để quay video slow motion. Nhưng trước tiên hãy cùng xem nó sẽ được sử dụng trong những trường hợp nào. Thì như các bạn có thể thấy, rất nhiều chương trình truyền hình, bóng đá, thể thao đều sử dụng rất nhiều cảnh quay chậm nhờ công nghệ quay video slow motion. Các bạn có thể nhìn thấy từng chuyển động được làm chậm lại và chúng ta sẽ dễ dàng quan sát thấy điều gì đã diễn ra. Ngoài các tình huống quay chậm ở những chương trình thể thao, truyền hình, thì nói về điện ảnh, quay phim, quay video thì chúng ta cũng thường xuyên sử dụng slow motion trong những cảnh quay hành động. Thông thường với những cảnh quay hành động, mọi thứ diễn ra rất là nhanh và đôi khi mắt thường của chúng ta, của khán giả sẽ không thể bắt kịp theo được từng cái chuyển động như vậy. Thì nếu các bạn muốn nhấn mạnh vào một cái chi tiết, một cái khung cảnh nào đó thì chúng ta sẽ cần sử dụng slow motion để đưa đến người xem một video làm chậm lại như vậy. Và nói đến slow motion thì chúng ta sẽ nói đến những thứ chậm rãi, lắng đọng, cảm xúc. Bởi vậy, đương nhiên rồi, slow motion sẽ được dùng trong những video mà các bạn muốn nhấn mạnh vào cảm xúc của nhân vật, của một khung cảnh, của một nội dung nào đó đang diễn ra trong đoạn video. Từ đó tạo cho người xem một cái sự lắng đọng và người xem có thêm nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về những gì đang diễn ra ở trong video. Bởi vậy, chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng slow motion trong những cảnh quay cần nhấn mạnh vào cảm xúc của nhân vật hay thậm chí là cảm xúc của người xem. Và ngoài yếu tố cảm xúc thì slow motion cũng có thể được ứng dụng trong những cảnh quay đặc tả. Chúng ta cần nhấn mạnh vào một chi tiết nào đó ở trong khung hình. Và thông thường như các bạn thấy những cảnh quay mà có giọt nước bắn ra, cảnh mưa rơi, thì những đoạn video slow motion sẽ làm mọi thứ trở nên chậm rãi lại, thời gian như đang ngưng lại. Với những cảnh quay tĩnh thì đôi khi chúng ta có thể ứng dụng slow motion để làm giảm độ rung lắc của video, làm cho video trở nên mượt mà hơn, hay nói khác là chống rung cho video. Tuy nhiên, sẽ có một vài trường hợp mà các bạn sẽ không nên ứng dụng slow motion vào. Ví dụ như những cảnh quay mà chúng ta sẽ có nhân vật, có người đang nói chuyện, trao đổi ở trong video. Thì như các bạn đang thấy, cảnh quay mà mình đang nói chuyện với các bạn như thế này, nếu chúng ta sử dụng một video slow motion thì cái cơ miệng nó sẽ chuyển động chậm rãi lại và trông như thế thì nó khá là buồn cười. Nếu các bạn đã hiểu được chúng ta sẽ nên ứng dụng slow motion trong những trường hợp nào thì hãy cùng đi tới phương thức để có được những đoạn video slow motion như vậy. Thì ở tiêu chuẩn video điện ảnh, các bạn đều biết rằng sẽ là 24 khung hình trên giây, tức là có thể hiểu rằng trong một giây video sẽ là 24 bức hình được chụp và chúng ta xếp chúng nối tiếp lại với nhau tạo thành một giây video. Đó là tiêu chuẩn video thông thường của điện ảnh. Với những video slow motion, chúng ta có thể tạo ra chúng bằng cách quay ở FPS cao, tức là quay ở số khung hình trên giây cao hơn, ví dụ như là 60fps, 120fps, 240fps. Sau đó thì ở một giây của video, ví dụ là 60fps đi, tức là chúng ta đã có 60 hình ảnh được chụp và nối tiếp lại với nhau. Vậy thì khi các bạn chuyển đổi từ một video có 60 hình ảnh trong một giây sang một video chỉ có 30 hình ảnh trong một giây thôi, thì tức là chúng ta đã tạo ra được 2 giây đối với đoạn video mới. Nói cách khác là chúng ta đang làm giảm tốc độ của video đi bằng một nửa so với ban đầu. Như vậy là chúng ta đã có được một đoạn video slow motion rồi.
Vậy thì chung quy lại, cách để tạo ra một video slow motion rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần quay ở định dạng video với FPS, số khung hình trên giây càng cao càng tốt. Sau đó các bạn sẽ đưa đoạn video đó vào hậu kỳ với một phần mềm dựng phim, dựng video bất kỳ, và chúng ta giảm speed, giảm tốc độ của nó đi là đã có được một đoạn video slow motion làm chậm chuyển động đi rồi. Thì nói về phần hậu kỳ thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn với các bạn, chúng ta sẽ thực hiện chúng như sau. Các bạn có thể sử dụng bất cứ một phần mềm nào, một ứng dụng nào có tính năng cho phép chúng ta thay đổi speed, thay đổi tốc độ của video. Và đây thì mình sẽ sử dụng Adobe Premiere Pro. Đây là phần mềm mà mình chia sẻ với các bạn trong hầu hết các video từ kênh Học Làm Phim. Với những bạn làm phim, làm video bằng điện thoại thì chúng ta cũng có thể sử dụng ứng dụng như là iMovie, Adobe Rush hay LumaFusion và rất nhiều ứng dụng hỗ trợ biên tập chỉnh sửa video khác trên điện thoại. Thì mình thấy hầu hết chúng đều được trang bị tính năng có thể thay đổi speed, thay đổi tốc độ của video. Và với Adobe Premiere Pro thì các bạn sẽ thả đoạn video vào, đoạn video đã quay ở FPS cao. Ví dụ mình có đoạn video này, sau đó chúng ta sẽ click chuột phải, chọn vào mục Speed Duration. Ở đây các bạn sẽ chọn tốc độ video mới mà các bạn muốn tạo ra. Ví dụ ở đây mình sẽ để là 25%. Sau đó các bạn bấm OK để xác nhận. Thì chúng ta đã có được một đoạn video mà tốc độ đã được làm chậm đi và tổng thời lượng, thời gian của video nó đã được kéo dài ra. Rất đơn giản phải không nào? Nhưng các bạn hãy ghi nhớ rằng chúng ta không được giảm speed, giảm tốc độ của video quá mức cho phép, sẽ gây ra hiện tượng giật hình, giật cục hình ảnh và người xem sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nó không còn là một đoạn video mượt mà nữa. Sẽ có một công thức mà các bạn sẽ có thể tham khảo để chúng ta sẽ biết được đâu là điểm dừng của việc giảm speed, giảm tốc độ của video. Đó là phần trăm tốc độ của đoạn video mới các bạn muốn tạo ra sẽ bằng 1 trên cho FPS của video quay chia cho FPS của video mà các bạn muốn có được. Thì như đoạn video mình quay ở 120 FPS, nếu mình cần dựng thành một video ở 30 FPS thì tức là chúng ta sẽ có 1 trên cho 120 chia cho 30 sẽ bằng 25%. Như vậy mình chỉ có thể giảm tốc độ chậm nhất là mức 25%. Nếu xuống 20% hoặc 15%, 10% thì video sẽ bị giật cục hình và chúng ta sẽ không còn sử dụng được nữa. Và ở đây thì mình sẽ cũng có 3 lưu ý để các bạn nắm được khi quay những video slow motion. Lưu ý số 1 là những đoạn video slow motion thì chúng ta sẽ cần phải quay ở FPS cao. Do đó, song song với FPS thì một yếu tố trong quay phim, quay video như mình đã chia sẻ ở trong những số trước của segment quay, đó là tốc độ màn chậm, shutter speed sẽ cũng cần được thay đổi theo. Và khi shutter speed tăng lên, tức là tốc độ màn chậm tăng lên, thì đồng nghĩa với việc đoạn video của các bạn sẽ bị thiếu sáng đi. Bởi vậy, chúng ta sẽ nên quay những video slow motion trong điều kiện đủ sáng, điều kiện ánh sáng tương đối mạnh. Ví dụ như những cảnh quay ở ngoài trời chẳng hạn, hoặc nếu các bạn muốn quay ở trong phòng thì chúng ta sẽ cần phải có đầy đủ các thiết bị chiếu sáng để đảm bảo hình ảnh vẫn được đẹp mắt. Điều số 2 là những đoạn video slow motion chúng ta quay ở FPS cao thì thường sẽ có dung lượng bộ nhớ cao. Và nếu các bạn sử dụng những chiếc smartphone thì hãy ghi nhớ, hãy kiểm tra trước cái bộ nhớ còn lại của máy để trước khi chúng ta tiến hành quay phim, quay video. Không thì rất dễ sẽ có hiện tượng xảy ra là quay đến nửa chừng thì sẽ không còn đủ bộ nhớ để có thể lưu trữ nữa. Với máy ảnh, máy quay thì cũng tương tự như vậy. Và kể cả pin, khi quay những video slow motion thì cũng cực kỳ ngốn pin trên cả điện thoại lẫn máy ảnh, máy quay. Do vậy các bạn sẽ cần đặc biệt lưu ý về vấn đề bộ nhớ và pin. Điều số 3, đúng như cái tên của nó là slow motion, làm chậm chuyển động đi, thì các bạn có thể kết hợp video slow motion với những video sử dụng những động tác máy, những chuyển động camera. Và về động tác máy cũng như chuyển động camera thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong video về sau của series sách máy lên quay. Nhưng ở đây thì mình chỉ có một gợi ý cho các bạn, đó là chúng ta nên sử dụng video slow motion kết hợp với các động tác máy, các chuyển động camera thì sẽ có được một đoạn phim ấn tượng hơn,
đoạn video ấn tượng hơn gửi tới người xem. Và một lưu ý cuối cùng mình đặc biệt lưu ý tới các bạn, đó là chúng ta không nên quá lạm dụng vào slow motion. Nếu như một đoạn video từ đầu đến cuối đều tất cả các cảnh quay đều là slow motion thì nói gì nhỉ? Người xem sẽ cảm nhận thấy là ồ, thứ nhất là mạch nó cứ đều đều, nó chậm đều. Và thứ hai, khi mọi thứ trở nên quá chậm rãi như thế thì sẽ làm người xem cảm thấy khá là buồn ngủ và chán nản. Đó. Video phim ảnh nó là yếu tố về mặt cảm xúc, do đó mọi thứ nó sẽ đều cần phải có nhịp điệu, có tiết tấu, từ nhanh tới chậm, từ cảm xúc mãnh liệt cho đến cảm xúc lắng đọng, sâu lắng. Bởi vậy các bạn sẽ cần sử dụng chúng phù hợp và không nên quá lạm dụng slow motion trong cả một đoạn video. Trên đây là những chia sẻ của mình về slow motion. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì thì có thể comment ở phía dưới video này. Còn nếu cảm thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm like, share cũng như subscribe và ấn nút chuông ở phía bên cạnh để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh Hoàng Làm Phim. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Và chúc các bạn có một Giáng sinh an lành.